một phòng tập kết hợp giữa Circuit Training và Group X. Circuit Training là một hình thức tập luyện theo vòng với dụng cụ, bọn mình sẽ chia ra làm 5 vòng. Vòng đầu tiên là tập cardio giúp tăng thể lực và rèn luyện cho hệ tim mạch. Vòng thứ hai chúng ta sẽ sử dụng tạ dumbbell để rèn luyện sức mạnh cơ bắp. Vòng thứ ba sử dụng tạ barbell rèn luyện sức mạnh cơ bắp và làm cho cơ thể của mọi người đẹp hơn. Vòng thứ tư tập speed và agility giúp tăng phản xạ và tập luyện cho tốc độ. Sử dụng bóng tập để tập cho vùng core, tập cơ lõi. Tác dụng của Circuit Training là làm cho mọi người rất thử thách và rất mệt. Thực ra lớp tập chỉ có trong vòng 30 phút thôi, nhưng mà mọi người sẽ thấy là mệt hơn tất cả các lớp tập 60 phút thông thường. Đặc biệt là tập mệt hơn những cái bài tập của Hana trên mạng, giúp tăng sức mạnh của cơ bắp, làm cho mông của các bạn nảy nở hơn khi các bạn sử dụng tạ. Và mệt, cực kỳ mệt, bởi vì chúng ta sẽ tập mỗi động tác kéo dài trong vòng 2 phút. Mỗi một tổ hợp vòng thì sẽ tập trong vòng 6 phút. Sau đó giữa mỗi vòng thì được nghỉ 20 giây, thế nên mọi người sẽ rất mệt. Circuit Training sử dụng rất nhiều dụng cụ tập như là tạ, dây, bóng, vòng. Thế nên mọi người sẽ thấy là nặng hơn những cái bài tập khác rất là nhiều. Chúng mình mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, vì thế các bạn có thể tập luyện vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, chỉ cần book lịch trước. Phòng tập bởi phụ nữ và cho phụ nữ, thế nên là các bạn hãy lắng nghe xem thực tế khách hàng của mình đã trải nghiệm như thế nào nhé. Mệt dã rời luôn, kiểu cảm giác như gọi là mọi người đốc thúc cứ húc và đít liên tục và mình không được dừng cho vòng liên tục 2 phút. Nó là một cái thử thách ấy, kiểu mình phải cố gắng hết sức để mình hoàn thành lớp, và có mọi người tập cùng thì nó cũng là một cái tiến độ tốt để mà mình phát triển ạ. Đông người hơn này ra ngoài bài tập nó full body. Thường mà cứ đấy full body là chị trốn, nhưng mà nay tập thấy phê thật. Nghĩ bộ môn này thực sự là một thách thức mới với mình, bởi vì trước đó thì mình chủ yếu là tự tập tại nhà. Nhưng mà khi mà tập đông của mọi người như này thì mình cảm thấy rất là kiểu có nhiều năng lượng. Mặc dù nó mệt nhưng mà nó thực sự là xứng đáng ấy, khiến mình như gọi là rút hết tất cả mọi đầu óc stress hay là tất cả căng thẳng đều đi ra hết theo cùng với cả lớp mồ hôi này. Nhờ có bạn huấn luyện viên thì mới tập được hết 30 phút ấy, nhưng mà 30 phút rất là chất lượng nha mọi người. Âm nhạc cũng khá là hay. Âm nhạc là một thứ mà khiến mình tức là cố gắng liên tục. Ok, nhạc lên rồi, phải đẩy tạ lên thôi. Bộ môn này thì theo mình là khá là nặng ạ. Thực sự là mình nghĩ là bộ môn này thì thật sự là phù hợp cho những người có thời gian tập luyện nhiều hơn một chút ạ. Thì lúc đấy mình sẽ có đủ sức để mình có thể theo được hết bài tập. Nếu mà gọi là cái cơ thể về sức khỏe nhá, thì Circuit nó hiệu quả hơn, là nó fit với người mình hơn. Ít nhất là kiểu các em sẽ kiểu là sẽ bên cạnh không có chỉ chị luôn trực tiếp ấy. Nếu mà có thể kết hợp tập cả cardio và tập gym thì cơ thể mình nó phát triển toàn diện và sức bền mình nó cũng tốt hơn nhiều. Trong 30 phút rất là ngắn như thế, nếu mình tập gym thì chưa chắc là mình đã đốt được nhiều calo như thế. Nên là nếu mọi người muốn đốt nhiều calo, tiết kiệm những thời gian để có thể đến đây để tập. Khi mà tập gym thì là không thường thì bọn tớ sẽ không tập với cả PT, chủ yếu là tớ sẽ tự tập, và đến một lúc ở đấy bọn tớ đẩy cơ mệt rồi là dừng, và không có người gọi là hối thúc mọi người xem là mọi người các chị phải cố lên, các chị phải thêm nữa đi, đẩy lên thêm một cái nữa và một lần thêm là mỗi một lần mệt. Mà nó khá là vui và cảm thấy là như gọi là luôn luôn có một người đứng ở đằng sau mình, back up cho mình. Mà quan trọng là đi tập ở đây thì môi trường nó vui vẻ, nó hoạt bát, mọi người kiểu thúc đẩy nhau luyện tập, lại còn có thêm cô chị em các thứ mà các trường luyện viên ở đây thật sự rất là đáng yêu. Mọi người nên trải nghiệm đến Inspire tập thử một vài buổi, chắc chắn mọi người sẽ thích môi trường ở đây giống như em đấy ạ.